Phản xạ mỗi ngày của chúng ta là một cái phản xạ rất cơ bản, đó là suy nghĩ và cái thói quen của mình. Làm sao để mọi người tiến bộ? Câu hỏi này phải ghim vào trong đầu của mình thành một phản xạ. Không bao giờ được quên, làm sao để mọi người tiến bộ? Các bạn phải thành cái phản xạ trong đời sống. Bước đến một cái tổ chức lạ nào đó, một cái nhóm thiện nguyện nào đó, các bạn nhìn cái nhóm thiện nguyện đó, bắt tay vừa làm cùng với một cái tâm trạng hoan hỷ vui vẻ. Nhưng một lát sau là phải khởi lên, à cái công việc này làm thế nào để nó tiến bộ. Cũng cái bạn này đang làm lặp lại, làm thế nào để khuyến khích bạn nó tự cải tiến công việc đó cho bạn tiến bộ. Chứ mình không còn nghĩ về mình nữa, mà mình nghĩ về cái công việc chung nó làm sao để nó tiến bộ. Thì đấy là người có cái phản xạ năng lực tập thể. Cái này phải tập thôi à. Như bản thân tôi đã từng kèm một số bạn thì tôi thấy cái phản xạ này nó mất khoảng 3 tháng thì nó xong. Tức là các bạn kèm ngày nào vô công ty, ví dụ như trong công ty các bạn đang là sếp, dưới các bạn có khoảng 3 đến 5 anh em cốt cán là quản lý cấp trung, dưới là 40-50 anh em quản lý cấp thấp, anh em cấp thấp. Thì 3-4 anh em mà gần mình nhất là các bạn phải lúc đó luôn bước vô hỏi. Bước vô đầu tiên là mình quan sát các bạn làm, chứ không phải quan sát mình làm, quan sát công việc các bạn làm. Xong mình hỏi các bạn, ngày hôm nay đi take care anh em chưa? Bỏ ra nửa tiếng để đi take care cho anh em tiến bộ chưa? Bỏ ra nửa tiếng buổi sáng để đi chăm sóc cho anh em tiến bộ chưa? Để đẩy cái, nếu mà anh em chưa bảo đứng lên đi, đừng làm việc, đứng lên đi thăm anh em, đi ngó anh em làm việc đi, hỏi nó vài câu, ngó nó, nhìn mặt nó đang vui hay nó buồn, công việc nó làm lặp lại hay không, nhanh hay chậm, hỏi vài câu cũng được. Coi như là buổi sáng tán gẫu thôi, nhưng cái tán gẫu này để tìm cách cho anh em phát triển, thành cái phản xạ đó, đó chưa? Phải làm đi làm lại, cuối cùng cho nó thành một cái phản xạ. Thì sau này các bạn hình thành xong phản xạ rồi, đi đâu cũng thế, rất dễ. Chui vào tổ chức nào người ta cũng quý mến mình ấy. Vì các bạn đầu tiên là nghĩ là mình phát triển hay họ phát triển. Mình nghĩ để họ phát triển, với các bạn đến một cái nơi lạ hoắc, một cái xóm lạ hoắc, các bạn vô chui vô xóm nó 3 hôm mà ai cũng quý mình hết. Vì toàn bộ cái suy nghĩ của mình là suy nghĩ để cho tổ chức này nó phát triển, chứ mình chẳng tính gì cho mình cả. Họ cảm nhận được không? 3 hôm họ cảm nhận được ngay. Nên đây chính là thu phục nhân tâm nhé. Thu phục nhân tâm là mình nghĩ về người khác nhiều, giúp đỡ người khác nhiều bằng cả một đáy lòng mình giúp. Giúp không phải để khoe mẽ, giúp không phải để lấn quyền họ, mà giúp trong cái sự khiêm tốn, trong cái sự mong muốn tập thể phát triển. Tôi đảm bảo vài hôm là ai cũng quý mình hết. Có bấy nhiêu thôi. Năng lực tập thể đấy rất kỳ lạ, rất đơn giản nhá, rất đơn giản, không khó như chúng ta nghĩ đâu. Năng lực tập thể là một cái thứ năng lực rất đơn sơ, rất đơn giản, chẳng khác gì các bạn ngày xưa tán bạn gái. Đến bên bạn gái các bạn luôn luôn tìm cách để giúp bạn gái đúng không? Giúp bạn gái phát triển, giúp bạn gái tiến bộ. Thì bây giờ tập thể y như thế. Bước vào tập thể 10 người là có 10 cô bạn gái đó. Nghĩ cách làm sao để từng người phát triển. Từng người phát triển khó hay dễ? Quá khó. Thì thường chúng ta chọn ra một vài người để chúng ta giúp họ phát triển trước. Công việc thì vẫn là công việc chung, gắn kết vẫn gắn kết chung. Nhưng một ngày dành ra giúp một hai người, cứ như thế đều đặn. Sau khoảng một tháng cả phòng nó quý mến mình. Thu phục nhân tâm của cả phòng đấy. Rồi. Giúp họ phải kèm ân và uy. Lưu ý này. Cái giai đoạn đầu là các bạn mất 2 đến 3 giờ mỗi ngày để tìm cách giúp mọi người tiến bộ. Thì cái khởi điểm của giúp là dùng ân chứ không xài uy. Khởi điểm giai đoạn đầu bắt buộc phải xài ân nhé. Sau khi các bạn xài ân khoảng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần tùy căn cơ của các bạn, thân họ đến đâu, giúp được nhiều hay giúp được ít mà các bạn quyết định chuyển sang uy. Nhiều người không chuyển sang uy thì tiến bộ nó chậm. Nhiều người chưa ân mà đã đẩy uy vào thì nó gãy. Vì uy nó nghiêng về cứng rắn, nghiêng về nghiêm khắc. Ân nó nghiêng về mềm mại, động viên, giúp đỡ. Chỉ trừ khi các bạn đã từng giúp rất nhiều nhóm khác, dày dặn kinh nghiệm lắm rồi, ân và uy các bạn rất hài hòa rồi, thì lúc này các bạn bước vào một tổ chức chỉ mất một ngày thì biết lúc nào xài ân, lúc nào xài uy. Thì trường hợp đó là quá hiếm.
các bạn rất dày dặn rồi mới như thế. Còn hầu hết một lời khuyên rất chân thành, đến bất cứ một nơi nào lạ hoặc bất cứ một nhân viên nào mới vào, tức là họ lạ với mình, thì ân là phải đi trước, uy là phải đi sau, lúc nào cũng vậy. Một tuần, hai tuần hay ba tuần, một tháng, tùy các bạn, tôi không biết con số đó. Và phải thích kê họ. Đối với một người quản lý 6 người, một ngày mất 2 đến 3 tiếng thích kê là bình thường. Vậy 2 đến 3 tiếng này có phải là 2 đến 3 tiếng đang xây dựng đội ngũ không? Mình không bỏ công ra xây dựng đội ngũ mà đòi đội ngũ mạnh thì là chúng ta không hiểu nhân quả, đúng không? Không gieo nhân làm sao gặt quả. Nhiều bạn cứ loay hoay nói là đội ngũ của em nó cứ thế nào, nó vào rồi nó ra, nó làm việc bạc nhược. Nhìn lại mình, một ngày dành mấy tiếng cho đội ngũ? Một ngày có 8 tiếng làm việc, các bạn dành cho mấy tiếng dành cho đội ngũ thực sự đầu tư để hiểu và thương cái đội ngũ của mình, để nâng đỡ, để phát triển đội ngũ của mình, ngày dành được mấy tiếng? Không dành được đến 2 đến 3 tiếng mà đòi đội ngũ mạnh thì chả bao giờ tôi tin được. Khi mà các bạn quá lành nghề rồi thì một ngày 15 phút nửa tiếng là quá đủ. Nhưng mà hầu hết chúng ta đâu có lành nghề về đội ngũ đâu. Năng lực tập thể mình đâu có đâu. Nên khoảng 3 tháng đầu cho đến 6 tháng là ban là cái giai đoạn này quan trọng này. Các bạn phải liệt kê ra các những cái đầu mục cần nâng đỡ mà cần gây áp lực. Áp lực tức là ép họ theo cái guồng này để họ thành thạo cái đầu mục công việc đấy. Còn không, họ không thành tiến bộ được. Nha. Còn nâng đỡ là mình giúp đỡ. Lưu ý là nâng đỡ là kể cả những công việc gia đình và cá nhân vẫn phải nâng đỡ. Gia đình của họ bị lục đục trong cái vấn đề chồng con. Các bạn phải có trách nhiệm làm sao gỡ cho họ. Họ dạy con sai cách, họ xin con vào cái trường đúng tuyến không xin được, phải đi lệch tuyến, đi xa mười mấy cây số. Các bạn đủ mối quan hệ, nhấc điện thoại lên nhờ sếp, sếp gọi cái chuyển con về đúng tuyến trở lại. Họ là nhân viên 20 mấy tuổi, làm sao họ có mối quan hệ đó? Sếp 40 mấy 50, sếp đầy mối quan hệ. Nhiều khi chỉ một tiếng nói của sếp thôi là con của các bạn đang phải đi mười mấy cây số học luôn trường gần nhà. Thì đấy chính là ân tình đấy. Chứ đừng nghĩ ân tình trong công việc, tất cả mọi thứ trong đời sống tạo dựng tốt đều là ân tình. Nhà họ làm đang xa mười mấy cây, hỏi thế nhà em nhà ở hay nhà thuê? Dạ nhà em nhà thuê. Thôi nhà thuê thôi, rời đi cho người khác thuê lại, sang cho người khác đi, rời về là gần trường mà làm, đi bộ cũng được. Như vậy là chỉ một ý kiến của mình thôi mà họ chịu nghe theo. Một ngày họ tiết kiệm được 2 tiếng đi không tắc đường, đúng không? Một tiếng đi tiếng về, 15 cây trong Sài Gòn là đi mất cả tiếng rồi. Mà một tiếng mà lại dính tắc đường, có phải là đi làm với cái tâm trạng nó bị hơi bực bội mệt mỏi không? Thì tự nhiên cả ngày nó bực bội không? Thế là họ rời về gần trường cách có 500 mét đi bộ được. Tiết kiệm được bao nhiêu thứ. Thậm chí còn tiền phòng, các bạn mà thấy nó có tiềm năng, nói ok mày về đây 3 tháng đầu anh miễn tiền phòng cho. Thích thì ở, không thích thì rời về chỗ cũ. Nhưng sau 3 tháng vui lòng, bên kia là ví dụ như phải trả 1,5 triệu thì bên đây trả cho 1,5 triệu. Mình bảo kê cho họ 3 tháng thôi. Thì đấy là ân. Thì trong 3 tháng các bạn tạo ân dày như thế rồi, thì các bạn bắt đầu khoảng 1,5 tháng, 2 tháng các bạn chuyển sang uy. Gọi lên cái này em làm không được, tại sao kỹ năng này phải rèn như thế này, tại sao em không chịu rèn? Tại sao 5 giờ em về, em không ở lại đến 8 giờ tối để mà rèn? Nhà đã gần rồi, tiết kiệm được 1 tiếng đi 1 tiếng về, một ngày em phải ở lại 2 tiếng để em tự rèn kỹ năng này mà làm cho nó tốt đi. Em rèn kỹ năng thì anh có cướp được kỹ năng của em không? Hay là kỹ năng theo em cả đời? Để sau này em có không làm ở đây, em làm ở đâu thì cũng là kỹ năng theo em thôi. Anh cho em đúng 1 tháng để rèn xong kỹ năng này. Không xong là lương còn 1/2, chơi không? Nó nghe thôi. Còn nếu không muốn lương thành 1/2 là nghỉ nhá. Anh giúp em, sẵn sàng giúp anh mọi vấn đề, nhưng công việc em phải làm tốt. Tiết kiệm được 2 tiếng rồi, ở lại 2 tiếng mà rèn. Thế thôi. Chuyển sang uy liền, từ ân nó chuyển sang uy. Và khi mình đẩy cái áp lực là đúng 1 tháng nữa mình xét lại mà không xong kỹ năng đó là cho nghỉ hoặc giảm 1/2 lương.
thì nó không còn học 2 tiếng đâu, nó học 4 tiếng một ngày. Cặm cụi nó luyện. Nhiều khi đúng 2 tuần, lưu ý tuần nào mình cũng phải hỏi nó một lúc như thế. Sao, rèn đến đâu rồi? Thời hạn còn 3 tuần nhá. Kiểu y như deadline cho nó dí, cho nó chạy thôi. Thì như kinh nghiệm của tôi, khi các bạn đẩy đến cái uy đó thì 90% là nhân viên hoàn tất. Chỉ có 10% nó nghỉ thôi, 90% là nó bật lên một level mới. Nên cái thằng uy này hay vô cùng. Người nào dùng ân mà không biết xài uy, người đó mới đi được một nửa đường. Nửa đường, mà cái này là nửa đường ở level thấp này. Thằng này nửa đường ở level cao thằng này này. Không có áp lực, không có kim cương. Thằng ân làm gì có áp lực. Thằng ân làm cho họ quý mến nể trọng mình thôi. Họ làm với tâm trạng thoải mái, hạnh phúc thôi. Nhưng mà hạnh phúc mà thoải mái nó lại sinh ra sự dễ dãi, đúng không? Nhược điểm của thằng ân cho đấy. Thì dùng thằng uy để siết toàn bộ lại. Toàn bộ cái sự dễ dãi nó biến thành nguyên tắc kỷ luật trở lại. Thì nó lại làm rất tốt. Thằng uy nó giúp chúng ta đạt đến điểm sôi. Thằng ân nó giúp chúng ta thoải mái. Một cái nồi nấu nước, các bạn cứ nấu nó lưu riu thoải mái. Nhưng thằng uy nó đẩy đến điểm sôi, đẩy đến 100 độ để nó bốc hơi thành một trạng thái mới. Từ lỏng thành hơi là trạng thái hoàn toàn khác. Còn nếu không nó là nước lỏng hoài. Tương như tự như vậy, than bùn. Không áp lực đủ lớn, cả đời nó là than bùn. Áp lực đủ lớn, hàng trăm hàng nghìn tấn biến thành than đá. Hàng trăm hàng nghìn tấn cộng với hàng nghìn độ C ở trong những điều kiện đặc biệt, than đá biến thành kim cương. Nên cái uy này này, cái uy này nó sinh ra than đá và sinh ra kim cương. Còn cái ân này nó giúp những cái nhóm than bùn quyện lại với nhau thôi. Nên giúp cho họ từ 1 cho đến 5 điểm hoặc 6 điểm là dùng ân. Giúp cho họ từ 6 điểm lên đến 9 điểm là dùng uy, không xài ân được. Nên tại sao trường Weston, các bạn có nhớ không? Vừa vào trong trường là đã bị khủng bố tinh thần. Gì nữa? Quan niệm là trụng nước sôi rồi trụng nước đá. Các nhớ trong các bài chánh kiến 1 không? Như vậy là nó đang xài ân hay đang xài uy? Nó xài uy. Nó xài uy tức là nó mặc định cái giai đoạn từ 0 đến 6 điểm là anh phải có sẵn rồi. Anh không có là tôi loại anh luôn. Mà từ 6 cho đến 9 thì xài ân. Thì phải xài uy, không cần ân nữa. Vì anh đã tự đứng được trên đôi chân của anh rồi. Thì bây giờ tôi dùng áp lực để đôi chân của anh càng ngày càng mạnh. Và nó đạt đến điểm sôi. Đạt đến từ than bùn biến thành than đá. Từ than đá biến thành kim cương là chỗ này. Nên đây là hai cái giai đoạn. Đào tạo con, các bạn dạy con cũng nguyên tắc này thôi. Dạy con trong yêu thương là xài ân. Các bạn dạy con trong yêu thương kiểu gì thì kiểu may mắn lắm thì đứa trẻ được 6 điểm. Còn nếu không may mắn, đứa trẻ 4 điểm. Tưởng nó như con gà công nghiệp bước ra cuộc đời, nó rất là tốt tính nhưng cứ ngây thơ như con gà công nghiệp. Ra ngoài đời dễ bị tổn thương, dễ khóc lóc, dễ vui, dễ giận. Vì mình bảo bọc mà ân tình nó sinh như thế. Thì người mẹ phải biết lúc này xài ân và lúc kia xài uy. Thì đứa con mới bật lên được. Lưu ý nhá, uy chứ không phải giận dữ nha. Giận dữ không phải là uy. Uy là nghị lực. Còn giận dữ là tâm sân. Không được lẫn lộn cái này. Để đẩy cái này vô thì nó bật lên.